Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Trang Địa Phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình Trang Địa Phương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Liêu Thượng, khu dân cư đáng sống. Cuối chương trình là phóng sự Người nữ chiến sĩ sao vuông, miệng nói tay làm. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Yên Mỹ thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm cao của cả cán bộ và nhân dân trong toàn thôn. Hơn 10 năm qua, từ một thôn còn gặp nhiều khó khăn, thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đã trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Liêu Thượng thực sự đã trở thành một vùng quê đáng sống của huyện Yên Mỹ. Ngay sau khi có chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chi bộ thôn Liêu Thượng xã Liêu Xá đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nghị quyết này, cấp ủy thôn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể trong thôn. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau. Đặc biệt, cấp ủy thôn đã phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong thôn. Nhờ đó, việc thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Liêu Thượng đã nhận được sự đồng thuận cao, sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Chúng tôi đã họp chi bộ cũng như là họp thôn và cùng với họp dân để tuyên truyền phổ biến về cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là vận động nhân dân về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Và đối với công việc xây dựng nông thôn mới, nó có rất nhiều hạng mục, trong đó có các cái ví dụ như là hiến đất làm đường và trồng cây xanh, vận động xã hội hóa để xây dựng nên cái cảnh quan Liêu Thượng như ngày hôm nay. Nhờ cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác vận động tuyên truyền, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 20 hộ dân thôn Liêu Thượng đã tự nguyện hiến trên 400 mét vuông đất thổ cư, 200 ngày công để mở rộng đường giao thông trục chính của thôn với chiều rộng 5 mét, tạo điều kiện cho việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa của bà con được dễ dàng hơn. 100% đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, chảy nhựa áp phan, dọc các tuyến đường được bà con trồng cây xanh, trang trí các chậu hoa, có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền thôn Liêu Thượng luôn khuyến khích các hộ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ để nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 76 triệu đồng một người một năm. Đường làng cực đẹp luôn, ai đi đâu cũng phải khen đây. Bộ mặt của thôn bây giờ đổi thay rất nhiều. Dân chúng tôi phải nói là ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Có được thành quả như ngày hôm nay thì cũng là nhờ cái sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân cũng như là sự lãnh đạo của các cấp, tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân dân thôn Liêu Thượng. Mọi người dân đã nỗ lực phấn đấu để làm nào mà giữ vững và phát huy được cái truyền thống của thôn Liêu Thượng, xứng đáng là làng văn hóa. Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thôn Liêu Thượng đã xây dựng được khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống của người dân được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Theo các đồng chí lãnh đạo địa phương ở đây chia sẻ, chưa có khi nào người dân lại đồng lòng ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới như hiện nay. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, thôn Liêu Thượng đã trở thành khu dân cư nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xứng đáng là một miền quê đáng sống. Nhân dân của thôn Liêu Thượng cũng đã tập trung vận động hiến đất và xây dựng các cái mô hình tự quản như đoàn thanh niên phụ nữ, thì tập trung vào việc vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan và trồng các cái hàng cây xanh. Nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Liêu Thượng đến nay đã hoàn thành. Về Liêu Thượng hôm nay, ai nấy đều cảm nhận rõ một sức sống mới đang hiện hữu ở làng quê này. Người dân vui mừng với những thành quả đạt được, cùng nhau đoàn kết quyết tâm, gìn giữ và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới để quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn. Nói đến Đinh Thị Ngọc Mai, bí thư đoàn thanh niên, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, đại đa số người dân ở đây đều có chung nhận xét,
Đó là cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng mang trong mình nguồn năng lượng vô tận của tuổi trẻ. Bởi cô không chỉ là thủ lĩnh trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, mà cô còn là hạt nhân trong các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương của lực lượng vũ trang xã Ngọc Long. Tâm sự với cô, chúng tôi được biết cô sinh năm 1992. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Thành Đông, thành phố Hải Dương năm 2014, Đinh Thị Ngọc Mai đã viết đơn tình nguyện tham gia dân quân tự vệ. Sau gần một năm nỗ lực phấn đấu, với những thành tích vượt trội, Đinh Thị Ngọc Mai đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, đến năm 2022, Đinh Thị Ngọc Mai được Đảng ủy xã tín nhiệm giao giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên kiêm Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã. Để chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao, Mai đã tự học tập, rèn luyện, học hỏi những người đi trước để nâng cao trình độ bản thân. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên tham mưu với cấp ủy chi bộ quân sự trong việc tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Đồng chí Đinh Thị Ngọc Mai là một cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo trên các lĩnh vực về chuyên môn. Đồng chí rất tích cực và tham gia các phong trào của địa phương về phát triển kinh tế. Đồng chí cũng luôn là tấm gương sáng để cho mọi tầng lớp nhân dân cũng như cán bộ trên địa bàn xã noi theo. Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với người chiến sĩ dân quân tự vệ, Mai không chỉ nỗ lực khẳng định vai trò của người chiến sĩ sao vuông trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, mà còn sắp xếp thời gian hợp lý để cùng gia đình phát triển kinh tế. Điểm nổi bật của Đinh Thị Ngọc Mai là làm việc gì cũng rất năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dù đó là việc chung hay việc riêng. Tôi rất vinh dự và tự hào là một người chiến sĩ dân quân tự vệ. Tôi học tập và noi gương theo Bác từ những việc làm bình thường giản dị hàng ngày, từ đó tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu vươn lên phát huy tính tiên phong gương mẫu xung kích của người chiến sĩ dân quân tự vệ trong mọi mặt trận cũng như mọi phong trào hoạt động tại địa phương. Hàng năm trước mỗi mùa huấn luyện, chị luôn chủ động tham mưu với cấp ủy chi bộ quân sự các nội dung biện pháp để tổ chức duy trì huấn luyện sao cho chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng hiệu quả cao để mỗi chiến sĩ dân quân tự vệ nắm được kiến thức, kỹ năng, kỹ chiến thuật trong sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Đồng chí không ngại khó, ngại khổ, luôn gương mẫu tham gia các hoạt động từ huấn luyện đến phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang xã. Ngoài thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã, chị Mai còn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của người bí thư xã đoàn. Chị luôn xung kích đi đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã, triển khai các hoạt động tình nguyện như rửa xe gây quỹ từ thiện, hoạt động vì cộng đồng, hành trình thứ ba của lốp xe, công trình thanh niên, ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh. Đinh Thị Ngọc Mai còn góp sức cùng gia đình xây dựng và phát triển cơ sở sản xuất nhôm ngay tại địa phương. Xưởng nhôm không chỉ mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Trong quá trình công tác thì tôi được đồng chí Mai giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt khi biết hoàn cảnh gia đình tôi còn khó khăn, chị Mai đã nhận tôi vào cơ sở sản xuất nhôm của chị để được học và làm việc, qua đó để tăng thêm thu nhập cho tôi và giúp cho gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, chị Mai còn chủ động phối hợp với lực lượng công an xã để nắm bắt, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Phối hợp với cấp ủy chi bộ các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, động viên các bạn trẻ tìm hiểu luật dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự, giúp các bạn trẻ chủ động làm tốt nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin phép được dừng lại tại đây. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Truyền thanh huyện Yên Mỹ thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.